Tao cách ba mẹ giờ nó nuốt thì thôi rồi. Xong ra thế mõm, xong ra thế lại còn lấy đấy chứ, xong ra thế lại còn có cái gì phúc rồng nữa chứ. Anh kia có quay game không cơ mà liên quan gì không quay
thì anh hỏi là có quay game không, có chửi không? Không bảo nó, sao anh cứ bảo em gì? Bị không bị ăn điên. Yeah.